Hello mọi người nha, lại là cô bé sắp tới đây. Mọi người thấy đây là cái gì không? Thì hôm nay mình đứng cái bên ngay cái video đây, là mọi người biết là mình sẽ làm như rầu. Thằng chồng mình nó sắp tiêu đời cho mình rầu. Nếu mình có cho mọi người nghe nha, thường đi đến cái kết hôn thì sẽ là có hai bạn gốc, là mỗi bên sẽ giữ một bạn gốc và ba bạn sao. Mà bạn sao thì mình thấy bạn sao nếu một mắt thì mình lên phường làm lại cũng được, đâu có sao đâu đúng không? Mà thằng chồng mình nó quan trọng rồi lắm, nó kêu mày mà làm mắt cái bạn sao nào là có đập dập mày à? Sao mà tổn thương nữa, sao vợ mình mà kêu đập dập cái thằng quỷ đó, nghe nói là thấy ghét rồi. Dũng phu dũng, không như vợ con, nó bực nó bắt mắt lên rồi đâu. Đó, hôm nay mình sẽ có một cái màn choi của mình, một cái màn choi mà đi vào lịch sử hôn nhân. Mà không, mình sẽ tiết lộ đây mọi người biết thế nào. Mà mọi người muốn biết cái màn choi như thế nào thì mọi người hãy theo chân mình, hãy theo dõi cái video choi này nha. Đó mọi người ơi, mình đã đặt cách quay ngay từ đây rồi. Mọi người hãy đốt cho màn choi của mình nha. Chào nói vậy mà cũng không nên nữa mà. Mình nói mà lấp lơ lấp liếu. Đó đó, mọi người nhìn thấy cái đây, cái chén mình đó, nó có chữ gì không? Thôi mọi người đừng để ý chút của mình xem hết cái màn choi này là mọi người hiểu tại sao phải các cái chữ này trên đầu nha. Chặn đi rồi, mẹ chết rồi, mấy mẹ không có bóc tay cho người mở, mẹ bóc tay cho mình mà nó thương người ta vậy, nó cũng cái chữ khủng trên đeo này. Chào đáp ơn, nếu mà kêu mẹ fan tôi, kêu tôi đi bên kia mà ủng hộ tôi gì hết. Bóc tay mà hình đó, tôi thua rồi, tôi thua tiền rồi, tôi chết chết, kiểu khủng gì mà. Thôi bây giờ tôi chặn hai, hơn mấy mẹ như chặn hai mọi người không? Chặn hai ta kêu gì, ta kêu gì nè? Chặn hai ta kêu gì đây? Rồi xíu quần áo đi, thâu thâu đi, con cá mà cho kìa xíu quần áo, lộ liễu sạch lại sao? Kìa lên, rồi xíu một xịt đấy. Chào không được, được xíu một xịt không được đâu. Thâu mình cho kìa xí cái hôn mình nha. Rồi xí cái hôn rồi, ai thua xí luôn. Trả lời, lăn cho mẹ, lăn cho không sợ mình ơi. Im đây mà sợ chồng, không lẽ như kẻ. Chồng yêu nó chỉ là cái sàn nhà thôi. Chồng yêu mình đặt im thì nó nó chín phần đâu, mình giỡn đâu. Chồng yêu mà nói im mà nói một câu rồi chồng yêu cãi lại là cú đấm cái mồm. Tin chứ, tin tên nào là được. Ai hốt mà nhập trò, chó được kìa đây là cái thua nữa.
người nhắc tên là không tên em đây mọi người. Không đâu. Không có gì. Không có gì.
hiểu không? Nhưng mà em mới bấm photo. Gì photo? Anh không thấy cái photo nè, đâu mặc đâu phải mặc đá đâu. Anh chỉ coi đá thôi, mặc là chịu với anh. Chứ cái bản sao không vậy? Làm sao lại mặc đá? Em cháu nào? Em tròn. Bình luận những tiêu cực của em nha. Bi bầu bùng lắm. Bye bye mọi người nha.